Mến chào các bạn đang ở kênh Tiếng Anh Đại Dương và đây là ôn thi tiếng Anh trung học phổ thông chuyên đề ngữ pháp Lesson 1 và chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta đến với câu số 1. We are going to have my house tomorrow morning. Bạn có paint, painting, painted, to be painted. Thì paint nghĩa là sơn phải không ạ? Để nắm được câu số 1 thì bạn phải nắm được cấu trúc sau. Đó là have something cộng với phần từ 2. Cấu trúc này mang nghĩa là có gì đó được làm. Chưa? Có gì đó được làm. Chúng ta sẽ dịch câu số 1 như sau. We are going to have, chúng tôi sẽ sao ạ? Chúng tôi sẽ sơn nhà vào sáng mai. Thì chúng tôi không tự sơn mà là chúng tôi có nhà được sơn nữa, tức là chúng tôi có người khác sơn nhà cho mình. Vậy chúng ta đây là cấu trúc đấy ạ. Have something và phần thứ hai ở đây chính là painted, painted on sea. Câu số 2 ạ. I'd rather you absent from the meeting yesterday. Things might have been different. A. Not B. B. Weren't. C. Haven't been. And D. Haven't been. Để làm được câu số 2 thì bạn cần phải nắm được cấu trúc rather ở đây ạ. Chúng ta sẽ có đầy đủ cấu trúc là would rather cộng với một mệnh đề chìa quá khứ đơn past clause, có nghĩa là muốn ai đó làm gì. Muốn ai đó làm gì. Nhưng mà trong câu số 2 này chúng ta đừng vội chọn ngay đáp án B, tức là theo đúng cấu trúc thì would rather đây và you cộng sẽ cộng với mệnh đề chìa quá khứ đơn là B, đúng không ạ? Tức là tôi muốn bạn là không vắn mặt, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không nên quá vội vàng chọn cái đáp án B ạ. Mà bạn nên dịch cả câu ra thì bạn sẽ biết chắc chắn được ngay đáp án sẽ là gì. Dịch nhá. I'd rather, tôi muốn này, cậu không vắn mặt từ cuộc họp ngày hôm qua, không vắn mặt cuộc họp ngày hôm qua. Mọi thứ có lẽ đã rất là khác. Vậy thì cái bạn này này, you này, bạn ấy đã vắng mặt khỏi cuộc họp chưa? Hôm qua chưa? Là đã vắng rồi. Chính vì đã vắng rồi nên mình mới nói câu là tôi muốn cậu là không vắng mặt khỏi buổi lễ ngày hôm qua đó. Đây, ngày hôm qua này mọi thứ đã xảy ra rồi. Vậy chúng ta đang muốn một điều mà không xảy ra khi mà nó đã xảy ra rồi. Chúng ta đang muốn một điều không có thật trong quá khứ. Thì bạn sẽ phải biết rằng là bạn đang cần phải cấu trúc lùi đi một thì nữa, là bạn sẽ would rather cộng với một past perfect clause, sẽ là cộng một mệnh đề chìa quá khứ hoàn thành, muốn ai đó lẽ ra làm gì, đúng không ạ? Nhưng mà lại không làm. Vậy ở đây đang đúng ra đáp án C, hadn't been. Tôi muốn bạn là lẽ ra là không vắng mặt trong cái cuộc họp ngày hôm qua, mọi thứ có lẽ đã khác. Chúng ta sang câu số 3 nhé. For the last 10 years, engineers' noise levels in Britain cities. Thì cả bốn đáp án này chúng ta đều nhận thấy đây là chìa hiện tại hoàn thành và dĩ nhiên sẽ chìa hoàn thành rồi, bởi vì có cái từ dấu hiệu nhận biết chỉ thời gian là for. Đúng không? For the last 10 years, nghĩa là trong vòng 10 năm qua. Thì trong 10 năm qua, bạn sẽ thấy rằng là các cái kỹ sư họ đã measure, gọi là measure, là đo, họ đã đo được cái mức ồn, các cái mức ồn ở thành phố nước Anh, thì họ đã đo được rồi. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ chỉ cần chọn đáp án C, have measured.
chia hiện tại hoàn thành là đủ, không cần phải chia hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đáp án B làm gì. Chưa? Vì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường nhấn mạnh một sự việc mà đã xảy ra trong quá khứ liên tục và còn kéo dài đến tương lai nữa, thì ở trong này nó không nhấn mạnh đến vấn đề là tiếp tục đo hay là đang đo hay là còn kéo dài tương lai. Chưa? Và nhất là có từ last ở đây nữa. For the last 10 years, trong vòng 10 năm qua thì các kỹ sư đã đo được cái mức ồn ở các cái thành phố nước Anh. Chúng ta có từ measure là một động từ, nghĩa là đo, đo đạc. Chúng ta sang câu số 4. Her doctor suggested that she a short trip abroad. Bạn có từ abroad nghĩa là nước ngoài. Câu 4 được dịch là bác sĩ của cô ta gợi ý rằng cô ta có một chuyến đi ra nước ngoài, abroad. Để nắm được câu số 4 này thì bạn cần phải nắm được cấu trúc như sau. Đó là suggest that somebody should, tôi cho vào trong ngoặc đơn, ý muốn chỉ rằng bạn có thể không cần dùng, và cộng với verb nguyên thể, nghĩa là gợi ý ai đó làm gì. Mặc cho việc suggested của tôi đã chỉ ở quá khứ đơn, mặc cho điều đó xảy ra, mặc cho, thì chúng ta sẽ không quan tâm đấy, chúng ta vẫn sẽ hiểu rằng là suggested that và cộng mệnh đề mà động từ phải là nguyên thể. Cũng mặc cho việc she là chủ ngữ số ít, bạn vẫn phải chọn verb nguyên thể, bởi vì sao? Bởi vì nó đang được dùng ẩn với should. Vậy đáp án đây sẽ là đáp án C, take. Chúng ta chỉ cần nắm được cấu trúc này thôi, chứ sẽ không quan tâm lắm đến cái sẽ chưa vội quan tâm đến cái kiến thức chung của cái mảng này. Đó, suggested. Chúng ta đến với câu số 1, 5 nhé. In the hotel, the bread and butter for breakfast. Thì chúng ta có từ serve. Serve, đây là nguyên thể, nghĩa là phục vụ. Thì câu số 5 được dịch là trong khách sạn thì bánh mì và bơ thì được làm sao ạ? Được phục vụ cho bữa sáng đúng không ạ? Được phục vụ cho bữa sáng. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án bị động đúng không ạ? Vì là bánh mì và bơ thì nó phải được dùng để phục vụ đấy ạ, được phục vụ cho bữa sáng. Chứ bánh mì và bơ nó sẽ không phục vụ ai cả. Vậy thì đáp án C và đáp án D là hai đáp án của sự chủ động, bạn có thể loại ngay. Chúng ta còn A and B. Bread and butter đều là những danh từ không đếm được. Kể cả là bạn có dùng từ and để nối hai thứ đi chăng nữa thì tất cả đều không đếm được, thì có nối mấy thì cũng không đếm được đúng không ạ? Vậy đáp án đây sẽ là đáp án A is served for breakfast. Vừa rồi tôi đã giảng cho bạn 5 câu về ngữ pháp ôn thi trung học phổ thông ạ. Bạn có thể vừa xem vừa dừng video để có thể ghi chép kiến thức và hiểu kịp thời. Và đây là 5 câu của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. See you next time.